đây gọi là đường ray qua để vô cái làng Năm Ô. Đây là đường vô làng Năm Ô đấy các bạn. Hôm trước tôi đã chia sẻ các bạn cái những con đường nhỏ hẹp tại làng Năm Ô. Hôm nay tôi tiếp tục chia sẻ cho các bạn một video nữa nha. Một video là khúc dưới. Phần một là khúc tây, và tôi chia sẻ các bạn là khúc dưới, những con đường làng hẹp tại làng Năm Ô. Phần 2 nha. Tôi đi trong đường này, đường trung tâm đây, đường lớn đây của làng Năm Ô đây. Rồi tôi không xuống khúc dưới, tôi sẽ vô những công việc nhỏ để chia sẻ các bạn xem. Tôi sẽ vô những công việc nhỏ. Chỗ này là cái gành đá Năm Ô các bạn này, gành đá Năm Ô. Đó Năm Ô mình phía xa tôi đây, và tôi bắt đầu vô đường những con đường kiệt nhỏ tại làng Năm Ô. Đây là ngôi chùa, ngôi chùa ấy các bạn. Tôi bắt đầu vô những cái con kiệt nhỏ hẹp để các bạn thấy đây là ngôi chùa. Nhỏ nhất, nhỏ hẹp rồi. Đường nhỏ hẹp, đi vô được rồi. Lỏng đường.
tìm những con đường chưa đi, đi lại cho các bạn xem. Lần nó mua là lần cổ chưa giải tỏa, chưa được giải tỏa, nhà cửa thì nó rất là chặt hẹp, rất là đông, và lần là nhiều như thế này thì giải tỏa nhiều thế này, giải tỏa lỗ này hầm giải tỏa. Nhiều nhà như này mà giải tỏa thì sẽ lỗ, các dự án giải tỏa sẽ lỗ nên họ không giải tỏa. Nhà rất là chặt hẹp, rất là nhiều. Đây ra con đường trung tâm đường chính này. Tiếng con đường mở rộng vô lạ chưa có dễ sợ luôn. Tại trên đây chắc hết đường rồi, hết đường đi ra nè, hay đó, hết đường đi. Đường đi vậy nè.
thấy gì đây? Thấy đường đi. Rồi video của tôi đến đây kết thúc các bạn nha. À, các bạn video sau nha. À, tôi đã chia sẻ các bạn nha. Các con đường nhỏ hẹp tại làng Nam Ô lần thứ nhất. Và nay tôi là tiếp tục chia sẻ các bạn các con đường làng nhỏ hẹp tại làng Nam Ô lần thứ hai đấy các bạn. Phần 2 đấy. Rồi video đã đến đây kết thúc. Hẹn các bạn video sau nè. Xin chào.